Check this. Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với luyện chữ đẹp. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viết chữ L. Các bạn cùng theo dõi. Là thăm chữ L, sáng tạo. Cái chữ này thì nó tạo cảm giác chúng ta như là một cái bông hoa rũ mềm mại, nên các bạn cố gắng luyện tập chữ này một chút xíu. Bây giờ mình viết lại cho các bạn cùng theo dõi. Để ý một chút xíu thì chúng ta sẽ biết được. Bây giờ mình sẽ cố gắng viết thật chậm để các bạn theo dõi. Đầu tiên chúng ta đưa lên cao, làm một nét khắc nhỏ phần đầu, cong lên, khắc nhỏ ở đây và bắt đầu đưa lên đây. Tiếp tục chúng ta đưa một cái nét tạo hình sáng hấp. Mình tiếp tục viết cho các bạn.
bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn viết một đoạn thơ có chữ L ra xem.
Vậy là mình đã hoàn thành xong bản nhận biết chữ hoa của ngày hôm nay. Các bạn hãy cố gắng luyện tập hàng ngày để mình có thể viết chữ đẹp hơn. Chào tạm biệt các bạn.